Với công nghệ đột phá chưa từng có trên thị trường, bình nước nóng Doxy S-Series là bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường hiện đại. Bảng điều khiển gắn tường thông minh sẽ giúp người dùng dễ dàng cài đặt thời gian tắt bật, tùy chọn nhiệt độ và ghi nhớ thói quen sử dụng. Bộ ổn nhiệt thế hệ mới theo công nghệ từ châu Âu giúp bình hoạt động chính xác đến từng độ C, ruột bình tráng men kim cương nhân tạo siêu bền, chống bong chóc, chống ăn mòn và chịu áp lực cao. Bộ chống giò điện LCB tiêu chuẩn châu Âu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Với các tính năng độc đáo và tiện ích, bình nước nóng Doxy S-Series mang lại cho người dùng một cuộc sống chủ động để tận hưởng từng phút giây. Bình nước nóng Doxy S-Series, bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường hiện đại.